Các bạn đang theo dõi kênh của trường Doanh nhân HBR. Sống chung với dịch, 3 bài học kinh nghiệm nổi bật từ Unilever. Với hơn 400 nhãn hàng và sản phẩm được sử dụng bởi 2,5 tỷ người dùng mỗi ngày tại khoảng 190 quốc gia, Unilever là gã khổng lồ trong ngành hàng tiêu dùng FMCG, là một trong số các công ty đa quốc gia chịu tác động lớn bởi đại dịch COVID-19. Nhận định COVID-19 đã gây ảnh hưởng tới việc kinh doanh của công ty, CEO của Unilever Alan Job khi kết thúc quý 1 năm 2020 đã nói: "Sự khốc liệt và kéo dài không lường trước được của đại dịch cùng các biện pháp dập dịch có thể được triển khai ở mỗi quốc gia đồng nghĩa với việc chúng tôi không thể đánh giá chính xác mức độ ảnh hưởng đến các thị trường lẫn hoạt động kinh doanh của chúng tôi." Dù vậy, vị CEO 58 tuổi tự tin rằng khả năng thích ứng nhanh nhạy với xu hướng mới của Unilever cùng với các hành vi tiêu dùng mới sẽ tạo ra cơ hội trong dài hạn. Trên thực tế, theo báo cáo của Unilever, kết thúc quý 1 năm 2021, doanh thu của công ty đạt 12,3 tỷ euro, chỉ giảm 0,9% do chịu tác động tiêu cực liên quan đến tiền tệ, trong khi doanh số tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Chúng tôi tự tin rằng mức tăng trưởng doanh số cơ bản năm 2021 sẽ nằm trong khung tăng trưởng như nhiều năm qua là 3-5%. Với nửa đầu năm ở mức cao nhất của phạm vi này, tỷ suất lợi nhuận hoạt động cơ bản của cả năm sẽ tăng nhẹ, dù sụt giảm trong nửa năm đầu do tác động của đại dịch COVID-19, lạm phát chi phí cao hơn và chi phí cho marketing tăng so với năm trước. Unilever cho biết, dưới đây có 3 bài học kinh nghiệm nổi bật giúp gã khổng lồ FMCG sống chung với dịch và tiếp tục tiến lên. 1. Điều chỉnh danh mục ngành hàng cần ưu tiên. Dưới tác động của đại dịch, nhu cầu sản phẩm đối với hàng loạt ngành hàng của Unilever đã có những chuyển biến rõ rệt như nhu cầu nước sát khuẩn tay tăng phi mã, trong khi nhu cầu sản phẩm làm đẹp giảm mạnh. Các thương hiệu trong ngành hàng chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc cá nhân bao gồm nhiều cái tên tuổi như Dove, Pond's, Rexona. Đối mặt với những khó khăn khi người tiêu dùng làm việc tại nhà giờ đây sử dụng các sản phẩm dầu gội đầu, chăm sóc da hoặc khử mùi của công ty ít hơn 11 lần trên một tuần so với trước đây. Doanh số bán kem của Unilever cũng bị ảnh hưởng vào năm 2020 do lệnh cấm tập trung đông người tại nơi công cộng trong giai đoạn cao điểm của đợt khuyến mãi hè. Ngoài ra, phần lớn hoạt động kinh doanh của công ty với các khách hàng dịch vụ thực phẩm, nhà hàng, căng tin, quán cà phê cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lệnh giãn cách, cách ly kéo dài. Thích ứng với sự thay đổi trong thói quen của người tiêu dùng, công ty đã điều chỉnh danh mục ngành hàng, ưu tiên ngành hàng chăm sóc tại nhà như thực phẩm, đồ uống đóng gói, chất tẩy rửa bề mặt và các sản phẩm vệ sinh cá nhân thay cho các sản phẩm khác như chăm sóc da mà nhu cầu đã sụt giảm. Theo đó, 3 tháng đầu năm 2020, doanh số ngành hàng chăm sóc tại nhà của Unilever đã tăng 2,4% khi người tiêu dùng tăng tích trữ sản phẩm làm sạch, trong khi doanh số ngành hàng thực phẩm và nước giải khát giảm 1,7%. 2. Ưu tiên sản xuất sản phẩm có nhu cầu cao. Job cho biết, để giảm sự lây lan của COVID-19 trong các nhà máy, Unilever đã duy trì sản xuất ở mức trung bình 85% sản lượng thông thường tại 221 quốc gia trên toàn thế giới. Đồng thời, công ty cũng tăng sản xuất hàng hóa lưu kho chính yếu như các sản phẩm làm sạch và vệ sinh để đáp ứng nhu cầu cao của người tiêu dùng. Đơn cử, chỉ trong vòng 3 ngày, công ty đã xoay vòng một trong các nhà máy sản xuất tại Anh để sản xuất nước rửa tay sát khuẩn. Sản phẩm trước đó vốn chỉ chiếm một phần nhỏ trong mảng kinh doanh của Unilever. Tại Trung Quốc, công ty cũng đẩy nhanh ra mắt một sản phẩm làm sạch mới với yếu tố thực vật để đón đầu nhu cầu khi đại dịch tiếp tục lây lan. Còn tại Brazil, công ty đã hợp tác với Heineken để phát triển sản phẩm nước rửa tay phân phối tại khu vực São Paulo. Theo Job, trước những thách thức do COVID-19 mang lại, các quản lý của công ty thực sự đã phá vỡ hàng loạt quy trình sản xuất trước đây để ưu tiên tập trung đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm cụ thể như ngành hàng vệ sinh, nấu ăn tại nhà và thực phẩm. 3. Hợp tác chiến lược. Tại Đông Nam Á, Unilever đã hợp tác với Grab để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và mang lại nguồn thu đa dạng với các hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ. Theo đó, người tiêu dùng có thể mua sắm các sản phẩm Unilever trên ứng dụng Grab và đơn đặt hàng sẽ được chuyển đến các điểm bán lẻ gần nhất của công ty, thường là một cửa hàng ở một góc phố hoặc một xe bán kem chưa từng tham gia vào bán hàng online trước đây. Thông qua hợp tác, Unilever cũng sử dụng đội ngũ shipper của Grab để vận động hàng từ các kho đến các nhà bán lẻ. Giải pháp vừa giúp đáp ứng nhu cầu sản phẩm theo thời gian thực cho Unilever, vừa giúp tạo thêm nguồn thu nhập cho các đối tác tài xế Grab. Ngược lại, thông qua Grab Protect, chuỗi giải pháp nâng cao tiêu chuẩn an toàn vệ sinh, hạn chế lây lan COVID-19 của Grab, các thương hiệu vệ sinh cá nhân và gia đình của Unilever như Lifebuoy và Zip cũng xuất hiện nhiều hơn trong mắt người tiêu dùng.
hợp tác của Grab mang lại cho Unilever cơ hội tạo ra một chuyến xe sạch sẽ, an toàn cho tài xế, hành khách và khách hàng, đồng thời tạo điều kiện cho các nhà bán nhỏ lẻ ở Đông Nam Á mà nhiều trong số họ chưa hiện diện trên nền tảng số, được mở rộng phạm vi tiếp cận thông qua thương mại điện tử để cải thiện sinh kế. Asim Puri, giám đốc marketing của Unilever nhận xét, bằng cách tập hợp các nguồn lực của chúng tôi như nền tảng công nghệ của Grab và mức độ tiếp cận người tiêu dùng, cùng phạm vi sản phẩm và mạng lưới nhà bán lẻ của Unilever, chúng tôi đã tìm ra được nhiều lĩnh vực tổng hòa giúp phục vụ tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng cũng như tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp nhỏ và các đối tác giao hàng của chúng tôi. Rosie Cohen, giám đốc vận hành khu vực Đông Nam Á tại Grab nói: Chúc mừng bạn đã xem hết video. Để không bỏ lỡ những kiến thức, xu hướng kinh doanh mới nhất, hãy nhấn subscribe kênh YouTube của Trường Doanh Nhân HBR. Doanh nghiệp của bạn đang gặp khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài. Bạn đang đau đầu với việc tìm ra những chiến lược, phương thức kinh doanh hiệu quả để giúp doanh nghiệp của bạn vượt qua đại dịch. Tham gia ngay các khóa học tại HBR để được cập nhật những xu hướng kinh doanh mới nhất thời COVID, đồng thời được giải đáp trực tiếp những vấn đề đang gặp phải để tìm ra những hướng đi mới phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình. Các khóa học gồm xây dựng hệ thống marketing chuyên nghiệp, xây dựng hệ thống và mô hình kinh doanh online, xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội, xây dựng hệ thống đào tạo nhân sự nội bộ. Hãy đăng ký ngay các khóa học trong đường link ở dưới phần mô tả video này để được giảm giá lên tới 1 triệu đồng hoặc gọi số hotline trên màn hình để được tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.